các nó chủng là lầy lội làm sao cái nước không.
nãy là mấy anh em mới cắt điếu ở đây, giờ bắt đầu cắt tiếp rồi các bạn. Chủ ruộng bài cà phê, mình đang đứng ở góc đây rồi, thấy mấy cái có mấy người cầm cây cầm gậy vậy nè, ra bắt vô mình đang đứng gần đang quay mình xem. Quảng ơi, cua đây dốc nè. Bắt cua luôn, thằng kia đi chích cá. Nãy mình đứng ở đầu dưới đó đó các bạn, giờ mình lo nổi đầu đây. Tôi ra con mấy người kia tôi đứng cho mấy người chích cá coi có cá. Kéo, bỏ luôn nó kéo.